Rồi xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, anh em yêu quý cây mai vàng nhá. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay cái vườn mai bữa tôi xả tàn hôm qua Tết ấy cho mọi người xem đấy. Thì bây giờ là nó cũng đã mọc được hết rồi. Nói chung là những cái cây mai dưới đất này nó khỏe, bao giờ nó cũng sẽ khỏe hơn ở trên chậu. Đó, mọi người thấy không? Cái tược này nó ra rất chi là đẹp. Nhưng mà cũng chưa vội bón phân, chủ yếu là nước này, nước này cái lúc này là em nó đắp ụ lên như này là phải tưới nước thôi, với lại cái mình phun thuốc quả trĩ cho nó, với lại mình cứ hàng tuần ấy mình là mình có cái N3M là mình tưới cho nó thôi, cũng không nên bón phân vội. Đây, cái cây này dáng nó bay ấy, nó đẹp lắm. Đó, cái lá nó xanh nó bóng như này. Quan trọng nhất là cái thuốc bọ trĩ với thuốc sâu là mình phải kết hợp mình phun được, đừng có để bao giờ mà khi nó chích nó hút rồi thì lúc đó là cái cây mai là nó suy ngược lộn lại. Còn cái cây mới mới trồng là mình à quên mới xả tàn là mình cũng cố gắng mình chăm sóc cái tốt cho nó. Cái cây này bữa trước ấy, tôi xả xong là tôi ghép rồi. Tôi ghép thì bây giờ nó lại kiểu nó vào cái lúc ấy, tôi lấy cái bo đấy, cái bo nó có nụ rồi cho nên là nó cũng bật ra. Tôi cấu hết đi, đây tôi vừa cấu hết rồi cho này cho nó khỏe cây đấy. Đây, những cái nụ nó này. Đó, những cái nụ này là đến lúc là cấu đi nhá, mọi người cấu đi này. Cấu nó đi chứ không để làm gì hết, nó con sâu nó cũng bụp rồi. Nên là mọi người cố gắng là phun được thuốc sâu đấy. Cái tôi mới dỡ cái bọc dưới phọc phủ ra đấy, còn đây em nó ở trong ngoài vườn nó xa, nó không có lưới, mình chặt cái lá dừa mình cắm lại nó cũng mát mà. Đó, những cây này là nó khỏe mạnh rồi là ok, còn những cây ghép là mình phải che. Đó, cây này cứ để cái lá này nó xanh đen như vậy. Nên là cái bọ trĩ là mình cố gắng mình phun, chủ yếu là tôi nhắc nhiều mọi người là cố gắng là phun cái thuốc bọ trĩ và thuốc sâu cho nó. Thì mình kết hợp thêm cái atonic loãng vào mình phun cho nó, cho cái lá nó, cái tược nó mọc nó bung mạnh. Rồi, những cái cây tôi ghép này, ghép nhưng mà tôi chọn những cái cúc tôi ghép này. Đó. Thì nó kiểu mình lấy vào lúc cái bo nó già rồi, thấy không? Cái bo nó già rồi nó đem nó nở bên trong này. Đó. Đó. Tôi xé cái bọc cái đầu này, xé nó bọc nó hở. Ghép khi lúc ghép là mình không nên ấy vội, để mình xé nó ra cho một vài ngày cho nó quen khí hậu đi đã, xong lúc đó mình cũng tháo hẳn. Đó, mọi người thấy không? Những cái cây mai dưới đất cho mình để nó rất là khỏe. Đấy, những cái cây ghép ấy là mà lấy cái lá dừa này mình che lại cho nó là nó khỏe, nó không bị ấy đó. Đó, ghép những cái dòng hoa đẹp này, mọi người thấy không, hoa rất chi là mê ly quần quại, hoa này là ok rồi đấy. Chứ Tết là thích nó to mà nó nhìn nó đẹp, nó vàng, mình chọn những cái giống này ghép là nó đẹp lắm đó. Thì cái vườn này nó cũng chưa thành phẩm, sau này em nó lên nó nhờ bán ấy, thì lúc đấy tôi quay lại hết cho mọi người, ai có nhu cầu mua thì cứ điện thoại trực tiếp gặp em nó. Còn bữa nay là tôi mới sửa lại và tôi cắt côn lại và tôi hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà mình ngăn ngừa bệnh tật. Thì mình cái này mình cứ có cái cốc 85 này mình pha là mình bảo mình định kỳ cho mình phun cho nó cái lá nó đẹp đấy, mọi người thấy không, cái lá nó rất chi là đẹp, nó khỏe mạnh, chủ yếu là mình ngăn ngừa được thuốc sâu cho nó là ok rồi. Với lại Jijumingo mình có là mình cứ lâu lâu mình tưới cho nó hoặc là mình phun cho nó là tốt nhất, định kỳ cho nó cứ 10 ngày 15 ngày một lần mình phòng trước, như vậy là khi cái lá nó ra già khỏe mạnh rồi là nó không bị đó. Cái cây này, cây ghép cây này là lá ngọc cành vàng đấy, ngày xưa ai lá ngọc cành vàng đấy. Đấy, tôi cũng có ghép mấy bo lá ngọc cành vàng đấy đó, và cái cây này là tre đấy đó, mọi người thấy không, nhìn cây nó rất chi là khỏe mạnh. Đó, nên là cứ các bạn cứ nhớ cho tôi là cứ ngăn ngừa thuốc sâu định kỳ cho nó để cho nó khỏe. Cây này chủ yếu có bộ đế, nó cái cây nào cái bộ đế nó cũng đẹp nhá. Đấy, cái chơi cây là người ta bảo là nhất đế nhì thân mà. Tam tầng thì tứ hoa, cái hoa thì lúc đó thì ghép sau cũng được. Quan trọng nhất cái bộ đế nó không được lép đế này, thân cành nó phải chuẩn này. Còn cái lá với cái hoa cái chiếc đấy là mình cho mình chăm sóc và mình thích thì mình ghép vô. Còn cái hoa nó đẹp rồi thì cứ để nguyên. Đó. Còn cái hoa nào nó xấu quá thì mình ghép vào. Bạn thấy không, cái lá này dày mà nó xanh đĩ bóng luôn. Đó. Thì cứ hàng tuần hàng tháng mọi người nhớ là phun thuốc cho tôi. Đó. Cái này là mai để ngoài đất thì dễ chăm, nó khỏe mạnh mà.
Như tôi ở nhà thì nó không có đất, tôi toàn bộ tôi để vào chậu, còn đây tôi trồng cho em, chăm sóc cho em là cứ để ngoài đất vậy thôi. Thì lúc nào nó khỏe mạnh bán là tôi sẽ đăng lên cho mọi người, chứ bây giờ nó còn đang còn yếu lắm, nói chung là nó chưa được mạnh lắm. Đó, cái đế nó cây nào cũng vậy, cái đế nó cuộn cuộn cuộn, củ đế nó đã lắm. Nó bữa nào nó tôi quay lại cho mọi người, cái lá nó già tôi lại quay lại tiếp tục, tôi lại quay lại cho mọi người xem. Đó. Mai ngoài đất này cây nó khỏe, cứ đắp cây mai là nhớ mọi người nhớ là đừng bao giờ mà cuốc hố sâu quá, cứ trồng nó nổi lên như này thì cây mai nó mới khỏe mạnh được đó, nó mới thoáng. Cây mai là nó lại thích ưa ráo đấy, càng ráo thì nó lại càng bụng nó đỡ bệnh mà nó lại khỏe mạnh đó, các bạn thấy không, cái lá nó xanh, nó xanh bóng luôn, chứ đâu có phải mình cứ cuốc hố sâu mình trồng như kiểu hố cà phê đâu, cứ đắp ụ như này nhưng mà cây rất là khỏe đấy. Cây này dáng cây này cây thế bay trước là nó đem nó thẳng, nhưng mà tôi đem tôi trồng nghiêng ra nên là nó lật lên trông y như kiểu một con rồng vậy đó. Tôi đem tôi lật nghiêng ra tôi cho nó bay ra bên phía như vậy, chứ trước là nó thẳng, nhưng mà do mình trồng mình đảo nó cái bộ rễ nó cuộn 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 đấy, cho nên là nó trông nó giống như kiểu một con rồng đang bay xuống đó. Đó, nhiều cây nhìn nó cũng khỏe mạnh đấy, thì lần sau nó già lá tôi lại quay cho mọi người xem, mọi người thấy cái củ đế không đó. Chơi cái cây là mình cứ phải cố gắng sao mà chọn được cái củ đế nào nó càng giá trị càng đẹp là càng tốt. Đấy. Rồi video đây là chuẩn bị kết thúc nhá, thì mọi người thấy hợp lý thì cho tôi một like nhá, để tôi tiếp tục cái video sau tôi lại quay lên cho mọi người xem được cái cách bón phân gì và bỏ phân gì đó. Mọi người thấy cái củ và cái đế nó đã không? Rồi chân thành cảm ơn mọi người. Mọi người đâu chẳng tiếc gì một like và một chia sẻ. Mọi người thấy hợp lý chia sẻ cho tôi nhá, để tôi tiếp tục tôi lên video sau. Đó. Rồi, chào mọi người.